Được tổ chức tại khuôn viên khu di tích quốc gia nhà tù Sơn La, chương trình đã đem đến một không gian văn hóa độc đáo, mới lạ, mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mông. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ nhân dân tộc Mông tại bản Tà số 2, xã Trình Hắc cùng đồng bào Mông tại một số địa phương trong tỉnh thể hiện, với nhiều tiết mục đặc sắc như múa Mông, thổi khèn Mông, qua đó đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt đối với đông đảo du khách. Đây là lần đầu tiên tôi đến với bảo tàng về văn hóa của bản sắc dân tộc mình, thì hôm nay tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và ngạc nhiên vô cùng khi những văn hóa của dân tộc mình được bảo tàng và gìn giữ phát huy. Tôi cũng mong muốn là 12 dân tộc ở tỉnh mình sẽ gìn giữ phát huy để lan tỏa tới mọi người và hiểu biết rộng hơn ạ. Cùng với các tiết mục nghệ thuật, tại chương trình trải nghiệm còn diễn ra những trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như đánh đẩy gậy, ném pao, đi cà kheo. Bên cạnh đó, những phong tục tập quán, thêu hoa văn trên trang phục và chế biến món ăn đặc trưng truyền thống của người Mông như bánh dày, thắng cố cũng được tái hiện lại một cách sinh động. Thì ở huyện Mộc Châu thì có hai di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thứ nhất là nghệ thuật khèn Mông, thứ hai là nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của dân tộc Mông. Thì hai di sản văn hóa này cũng được đưa lên để giới thiệu ở đây. Nghề thêu hoa văn chúng tôi vẫn thường xuyên gìn giữ. Đây là bản sắc của đồng bào Mông, chúng tôi sẽ truyền lại cho nhiều đời sau để nghề truyền thống không bị mai một. Qua những hoạt động giáo dục trải nghiệm đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa con người Sơn La nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng đến với du khách thập phương, góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La.